kể đi. Hồi qua con tắm mưa, con đi nhảy sắt trên tắm mưa, con vô nhảy sắt con mặc áo lạnh nhưng mà trong con lạnh ngắt luôn. Ôi sao vậy, nó lạnh luôn hả? Vô nhà sách con mua những gì? Mua lên thang máy đọc truyện thôi chứ. Phải có cây 12 cây dán rồi. Thì thôi ha.